Trên thị trường chứng khoán thì có một cái hay á Thì thị trường thì nó hay đi ngược với tâm lý và kỳ vọng của nhà đầu tư à, Lúc mà ai cũng nghĩ là thị trường nó sắp sập tới nơi thì thị trường nó lại tăng à, Nhưng khi mà ai cũng nghĩ là thị trường nó sắp tăng à, Ít nhất là phải tăng xanh, phải tăng tím à, thì thị trường nó lại giảm à, Thì cũng tương tự giống như cái phiên ngày hôm nay à, Trong buổi tối ngày hôm qua thì CPI của Mỹ á, thấp hơn dự báo à, Các chỉ số thế giới thì tăng mạnh, Dow Jones tăng mạnh Các chỉ số liên thị trường tăng rất là tốt à, Tăng tầm khoảng 5 600 điểm À, ngày hôm nay thì thị trường nó cũng có những cái mức hưng phấn rất là mạnh. À, tuy nhiên vào cuối phiên thì rất nhiều những cái mà cổ phiếu nó bị bán ngược à, và nhiều những cái mà cổ phiếu nó bị dao động với một cái thanh khoản rất là lớn. À, à, thì ngày hôm nay thì em cũng có một số các cái điểm à, muốn cảnh báo với anh chị. đặc biệt là với những chị nào muốn mua mới à, trong một hai phiên sắp tới, à, thì anh chị phải xem hết cái video của em ngày hôm nay. À, thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích với anh chị kỹ à, vì sao trong những cái phiên sắp tới à, sẽ phù hợp nắm giữ để chờ bán à, để chốt lời hơn là vấn đề về mua mới. À, thì trong cái video ngày hôm nay cũng như là sau cái phiên ngày hôm nay à, thì em sẽ phân tích kỹ với chị về cái vấn đề này à, để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn à trong những cái phiên sắp tới ha. Thì ok, à, thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư à, đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. À, thì em là Nguyên Đạt. À ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch cũng có nhiều cảm xúc của thị trường. À, khi mà thị trường nó có những cái mức hưng phấn buổi sáng à, và bắt đầu có những cái nhịp rung lắc à bản mạnh buổi chiều. Nhìn qua về một số các cái nhóm ngành à, các cái mã cổ phiếu à, sẽ phân tích một số các cái điểm mà anh chị lưu ý à, anh chị ngưng mua mới à, trong vài phiên sắp tới. À, để chúng ta có thể theo dõi kỹ thị trường à, với một số các cái điểm à, sau cái phiên dục ngày hôm nay à, thì trước khi mà anh chị à, bắt đầu video thì mọi người bỏ ra vài giây ha Nhấn cho em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về thị trường của ngày hôm nay thì ngày hôm nay thị trường tăng gần 13 điểm và đóng cửa cái mức là 1.122,50 à, với một cái mức thanh khoản là 19.655 tỷ với một với 414 mã tăng và 122 mã giảm. Trong rổ Vin30 thì có 26 mã tăng và hai mã giảm. À, thì thị trường ngày hôm nay nó có một cái sự không phấn rất là mạnh là buổi sáng buổi sáng là thị trường em nhớ là cái gáp của thị trường tầm khoảng là 17 18 điểm gì vậy đúng không? tầm một cái gáp rất là lớn bởi vì trong buổi tối ngày hôm qua thì Mỹ công bố C3 tháng 10 thì thấp hơn dự báo thì trong buổi tối ngày hôm qua thì thằng đế này nó giảm rất là mạnh à, đây thì gần như là tức là nó đã gãy cái đã gãy cái chiếc hộp này rồi tức là đã gãy cái vùng sai quay rồi À, thì trong trong buổi tối ngày qua thì các cái liên thị trường tăng rất là tốt à, trong đó Dow Jones hay S&P 500 Nasdaq thì có những cái mức tăng rất là mạnh à, có đa phần là xanh xanh rất là mạnh à, thì nó làm cho cái tâm lý của thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay thì nó cũng có một cái sự hưng phấn à, à, tuy nhiên thì thị trường đến tầm khoảng là 10 giờ 10 giờ 10 giờ rưỡi tầm khoảng gần 11 giờ à, thì cái bắt đầu lực cầu nó yếu đi à, thì sau đó thị trường nó bắt đầu nó hàng nhiệt trở lại và nó bị đạp ở buổi chiều À, à, thì nếu anh chị nào theo dõi kỹ cái buổi sáng ngày hôm nay á, thì anh chị sẽ thấy một cái đặc điểm á, đặc biệt là với những anh chị nào đầu nhà đầu nhào tư mà cầm những cái mã cổ phiếu mạnh á. À, ví dụ anh chị nào cầm những cái mã cổ phiếu dòng thép những cái mã cổ phiếu dòng bất động sản những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán tức là anh chị hay theo dõi những cái mã cổ phiếu tốt trong cái nhiều vừa rồi á, thì anh chị sẽ thấy là trong buổi sáng ngày hôm nay mặc dù á, thì các cái mã cổ phiếu nó có cái mức tăng điểm tốt ví dụ như ngày hôm nay chị thấy là một số những cái mã cổ phiếu bất động sản hay là chứng khoán nó vẫn có những cái mức tăng tầm khoảng hai ba nhưng mà tiền nó không vô tức là ngày hôm nay nhiều chị nói với em là ờ đạt ơi thanh khoản của thị trường này ngày hôm nay là nó tốt tức là buổi sáng thì có nhiều chị khách hàng nhắn với em là thanh khoản của thị trường ngày hôm nay nó tốt đúng không em thì ok là nó tốt à, tuy nhiên khi mà anh chị nhìn về cái mặt dòng tiền á, là anh chị phải theo dõi những cái mặt cổ phiếu tốc đầu thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì khi mà em theo dõi về cái mặt thanh khoản thì em thấy một cái đặc điểm á, là tiền nó ok nhưng mà gì nhưng mà nó không tập trung những cái mặt cổ phiếu mạnh nhất mà nó chỉ tập trung vào vn 30 mươi và gì và ngân hàng mở G, masan vinhome ngân hàng rất là nhiều À nhưng mà những cái mã cổ phiếu như SSI, VND, FGS hay là Nam Kim, Hose hay là một số những cái mã cổ phiếu bất động sản Đất Xanh BR, Phát Đạt DG thì nó không có một cái dòng tiền mạnh mẽ. Đó thì đó là lý do nó làm cho thị trường nó siêu lại vào buổi chiều. Tức là gì? Tức là tiền nó chỉ tập trung vào trụ và thanh khoản lớn lại gia trụ chứ không phải là do những cái mã cổ phiếu mạnh, những cái mã cổ phiếu mang tính à, gọi là mang tính cơ bản gọi là gọi là mang tính dẫn nhịp của thị trường trong cái nhiệm vụ qua. Đó thì nó làm cho một lý do trong buổi chiều nó hạ nhiệt trở lại. Đó thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có cập nhật à, cho những chị khách hàng. Đó thì em có nói với chị là thị trường ngày hôm nay sáng nó tăng tốt, thanh khoản nó ok. Đó là nhiều chị khách hàng hỏi là thanh khoản này là ok không? Thì thanh khoản này là ok. Đó. À, nhưng mà em nói một cái điểm rất là quan trọng là gì? Là dòng tiền hiện tại nó chỉ tập trung gì? Ở nhóm vốn hóa lớn, lẫn ngân hàng và VN30. Các cái nhóm mạnh như là bất động sản, chứng khoán là thép mặc dù thì nó vẫn tăng điểm về cái mặt phần trăm. Tức là tăng về mặt phần trăm nhưng mà thanh khoản không gia tăng theo sự tăng lên của giá. Tức là gì? tức là cái sự tăng lên của giá nó không đồng thuận với khối lượng, tức là giá tăng giá tăng nhưng mà volume nó không tăng, thậm chí là nó còn giảm cho nên những phiên tới phù hợp để giữ và chờ bán hơn là mua đuổi nếu mà không có những cái nhịp tích lũy hay là rung lắc. À, như anh chị sẽ đặt một cái câu hỏi là vì sao á là cái dòng tiền nó không tập trung vào bóng sẵn chứng khoán hay thép á là nó lại không tốt. Bởi vì chủ là cái bản chất của những cái mã cổ phiếu như dòng thép, em nói dòng thép với dòng bóng sản đi ha, thì bản chất của nó cái nhịp rồi nó là những cái mã cổ phiếu tạo đi trước thị trường. Nó là những cái mã cổ phiếu đi lên trước thị trường và nó là những cái mã cổ phiếu tốt đầu trên thị trường. Thì nếu mà cái dòng tiền thật sự ngày hôm nay mà nó tốt thì nó phải chảy vào những cái mã cổ phiếu hàng đầu trên thị trường anh chị hình như không bởi vì bởi vì nó là những cái mã cổ phiếu mạnh mà à, nhưng mà sao nhưng mà ngày hôm nay thì đa phần là gia trụ và đa phần kéo những cái mã cổ phiếu vn 30 thì như vậy là không tốt đó là lý do vì sao anh có nói gì là khi mà chị nhìn về cái mặt thanh khoản á, anh chị phải nhìn kỹ các cái nhóm và các cái mã cổ phiếu nữa thì nó mới ok nha đó, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu tốt đó đó thì đó là lý do vì sao là ngày thị trường ngày hôm nay nó có những cái mức à, nó có những cái mức rung lắc à, và nó có những cái mức giảm trở lại rồi, right. à, thì uh, tiếp theo thì em sẽ nhìn qua một chút về cái mặt à, về khối ngoại đi ha. Trước khi chúng ta sẽ phân tích khối ngoại ngày hôm nay mua rồng tầm khoảng là 245 tỷ mua rất là tốt. À, cũng có mẹ mua mà bán nhưng mà nhìn à, tiêu chung lại thì mua rồng tầm khoảng là 245 tỷ. Tự doanh thì trong những cái phim rồi bán rồi. Không biết là ngày hôm nay như nào mà trong tầm khoảng 3 phương qua thì tự doanh bán rồi. Rồi thì đó là cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay. À, để nói qua về cái mặt và vĩ mô thì em đã phân tích với anh chị tầm khoảng tuần qua rồi. Nói chung là anh chị phân tích CBI rồi phân tích các cái kiểu như đấy á thì thật ra về cái xu hướng của các thị trường thì em đã phân tích với anh chị tầm khoảng tuần trước rồi tức là nó tốt thì nó tốt tầm khoảng tuần trước đó vậy chứ không phải là đến ngày qua là mới tốt đâu. Đó, thì uh, các cái vấn đề về vĩ mô thì tạm thời là về cái mặt vĩ mô nha. Chúng ta chưa nói vấn đề về thị trường trong ngắn hạn như thế nào, nhưng mà về cái mặt vĩ mô thì tạm ổn rồi. Thì mình đã phân tích với anh chị trong một cái video tầm khoảng tuần trước rồi. Đó nên là nói chung là trong cái gọi là trong cái buổi tối ngày hôm qua thì khi mà tin ra thì đa phần là do về cái mặt thông tin là chính rồi. Chứ thật ra thì cái vĩ mô nó đã thật sự ổn tầm khoảng tuần trước rồi anh chị. Ví dụ anh chị thấy là tầm khoảng tuần trước là ngân hàng nhà nước đã ngưng hút tiền rồi. À, thì giá đã giảm rồi. DSI nó đã gãy cái mốc tầm khoảng là 100 lẻ, 100 5 năm rồi. Và các chỉ số của thị trường đó, ví dụ các chỉ số Dow Jones, Nasdaq thì nó tăng tầm khoảng 2 tuần qua, rồi, không phải là tối ngàn ngàn qua nó mới tăng. Đó nên là thật ra thì các yếu tố về mô thì nó đã, tức là nó nó đã về cái yếu tố về bên ngoài đó, thì nó, đã, nó, nó, nó ổn trong tầm khoảng tuần 1-2 tuần qua rồi. Đó nên làm sẽ không có nói lại nữa ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua về cái vấn đề của thị trường hiện tại. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, thì em sẽ phân tích với chị một cái góc nhìn là cảnh báo với anh chị nhà đầu tư với những chị nào nhà đầu tư đang muốn mua mới à, tức là sao bởi vì em thấy là sau cái phiên ngày hôm nay á, thì em thấy là có một số anh chị có một cái câu là gì ở à, trong những cái phiên sắp tới canh những cái nhịp rung lắc mình mua thêm à, canh những cái nhịp rung lắc mình mua thêm margin à, hay là canh những cái nhịp rung lắc mình gia tăng cổ phiếu à, tuy nhiên thì trong những cái phiên sắp tới thì chưa chắc những cái nhịp rung lắc à, nó lại là cơ hội trong cơ hội để cho những chị nhà mua tư mua mới À, thì bây giờ thì em sẽ phân tích với anh chị kỹ về vấn đề thị trường ha. Em sẽ đưa ra về một số các cái luận điểm à, để chúng ta có thể cùng nhìn nhận về thị trường hiện đại. À, vì sao trong nhịp sắp tới? À, thì về vấn đề về bán thì à, tùy thuộc vào cái góc nhìn như vậy. Nhưng mà về vấn đề về mua thì trong những cái phía sắp tới thì chưa chắc nó không, chưa chắc là những cái nhịp điều chỉnh nó lại là những cái cơ hội quán thôi. Thì bây giờ thì em sẽ phân tích với mọi người ha. À, đầu tiên á, thì anh chị sẽ nhìn về cái đoạn này của em. À, tức là anh chị nhìn thị trường hiện tại á là thứ nhất á, là cái vùng này thì nó cũng đang rất là gần những cái vùng kháng cự phía trên này. Tức là sao? Tức là ví dụ như bây giờ khi mà chị mua này, ví dụ em nói là ví dụ như bây giờ khi mà chị mua qua cái vùng này. Ví dụ chị mua lưng lỗ qua cái vùng này. Thì ví dụ nó chạm về cái đường MA50 là quanh tầm khoảng là ngày 1140. Rồi nó chạm về tới vùng 1150 1160 là phía trên này là cản cứng rồi. Tức là sao? Tức là cái khoảng giá khi mà chị mua quanh chỗ này á, tức là mua anh chị em chị mua lên vùng này này, nó về tăng á, tức là nó tăng lên phía trên này, nó sẽ không có nhiều. Tức là về cái mặt về target của thị trường hiện tại á, thì về bên trên này nó sẽ không có nhiều tức là anh chị mua thì anh chị lãi tầm khoảng 4-5% là cùng tức là cái mức độ đánh đổi rủi ro như vậy thì em nghĩ là không có quá ngon với anh chị mua trong những ví dụ như anh chị anh chị không mua sớm được những cái phim với này à, thì anh chị mua trong những cây này hoặc là mua vào cây này hoặc là có nhiều gì là mua trong những cái nhịp rung lắc tầm khoảng hai ba ngày vừa rồi thì em nói là vẫn được à, nhưng mà khi mà thị trường lưng lẫn quanh cái vùng tầm khoảng là một một hai hai mươi một hai hai mươi này thì cái khoảng target bên trên này nó bị nó bị ngắn quá đó là điểm đầu tiên rồi cái điểm thứ hai thì cái này mới là cái quan trọng tức là về cái mặt điểm số của thị trường á nó chỉ là cái nó chỉ là cái mình gọi là mình mình nhìn bên ngoài thôi. tức là sao tức là khi mà chị lối là về cái mặt khi mà chị em phân tích về thị trường thì về cái mặt điểm số thì em sẽ không có nhìn quá nhiều. mà cái quan trọng nhất là em sẽ nhìn về về cái mặt gì em sẽ nhìn về cái mặt dòng tiền. đặc biệt là em sẽ nhìn về cái mặt những cái mà cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường. thì em sẽ lấy với chị hai dòng. À, đầu tiên là dòng thép. thì em với anh chị nhìn này em lấy cổ phiếu dù nam kim. thì nam kim nó đang về kháng cự và nó bung khối lượng. ok ha. Hoa sen nó đang về kháng cự và nó bung khối lượng. Bán này, bán này, bán này. Đó, nam kim này. Đó, bán bán này, bán bán này. Anh chị thấy không? Về kháng cự này, bung khối lượng có những cái phiên bán vô lớn. Đó, hay là ví dụ như Hòa Phát này. Đã về này, ví dụ như bán bán này, bán bán. Tức là về kháng cự. và những cái mà cổ phiếu bất sản cũng tương tự, ví dụ như Phát Đạt. Về cảng, bán 1 2 3. 1 một, một cây 1 2 này, 1 2 3 cây. Hay là ví dụ như DG này là cục nó cục tầm khoảng 4 năm phiên liên tiếp rồi hoặc là những cái mặt cổ phiếu như sale luôn cũng có những cái nhịp rung lắc hoặc là những cái mặt cổ phiếu nam long nó cũng có những cái nhịp chuẩn lại ở phía trên tức là những cái mặt cổ phiếu nó đang bị dao động à, thì nhiều người hỏi là vì sao á vì sao những cái mặt cổ phiếu như là bóng sản hay là những cái mặt cổ phiếu thép á nó lại là, là một cái mình phải neo vào bởi vì chủ là cái bản chất cái bản chất trong một trong một cái nhịp nhịp sóng em không nói là trong một cái quãng đường dài nha nhưng mà trong một cái nhịp sống á, nó sẽ lúc nào nó sẽ có một hai dòng mạnh thì nhịp vừa qua nó sẽ là gì nó sẽ là dòng thép và nó sẽ là gì nó sẽ là dòng bóng sản thì cái dòng thép nó nó về khi mà dòng thép và dòng bóng sản nó lên á thì gì thấy một đặc điểm là gì chứng khoán lên dầu khí lên khu công nghiệp lên ngân hàng lên thư sản lên dệt may lên nhưng mà đến một giai đoạn nào đó mà những cái mã cổ phiếu bóng sản và những cái mã cổ phiếu thép bắt đầu nó có những dấu hiệu bị dao động và bắt đầu nó có những dấu hiệu chỉnh á thì những cái mã cổ phiếu kia nó sẽ tăng ít lại hoặc có thể là nó sẽ giảm luôn bởi vì cái bản chất những cái mã cổ phiếu mạnh, những cái mã cổ phiếu kênh giữa và kênh trên á nó yếu, tức là những cái thằng dẫn đầu á nó mạnh nhưng mà bắt đầu đã suy yếu thì những cái thằng chạy sau á thì cùng lắm là nó chạy rú rú thêm bụng tí chứ nó không thể chạy nhiều. Nhiều chị sẽ có một góc nhìn này nè, Đạt ơi, ví dụ những cái mã cổ phiếu như thép hay là những cái mã cổ phiếu như là những cái mã cổ phiếu thép hay là những cái mã cổ phiếu như là bóng sản sắp tới nó bị bán nó, nó có những cái nhịp rung lắc à, thì những cái mã cổ phiếu như khu công nghiệp hay là những cái mã cổ phiếu như thủy sản thì nó tăng mạnh được không em rất khó bởi vì cái bản chất những cái mã cổ phiếu kia là những cái mã cổ phiếu nợ dưới đi lên. Nó rơi sau và cái bản chất của nó là những cái mã cổ phiếu chạy sau. Nên là nếu mà nó có chạy về cái mặt về lần lượt thì nó chạy thêm một ít thôi. Còn nếu mà khi mà những cái mã cổ phiếu thép hay là những cái mã cổ phiếu bóng sản mà nó có những nhịp rung lắc và nó có những nhịp tích lũy lại thì những cái mã cổ phiếu kia nó cũng sẽ bị kim lại. Anh chị hình dung cái điều đó Đó, thì hiện tại thì chị thấy một cái đặc điểm là những cái mã cổ phiếu bóng sản và những cái mã cổ phiếu thép thì đang về những cái vùng cạn ngắn của nó và đang có những cái hiện tượng bị dao động những cái nhịp tích lũy lại và nó có những cái phiên bán với một cái khối lượng lớn đó là yếu tố số 2. Yếu tố số 3 thì cũng nói về cái mặt dòng tiền. Thì hiện tại tiền nó đang nó đang vào trụ rồi. Đây, ví dụ anh chị nhìn nè. Hai phiên gần nhất nha. ECB này Tiền vô hai cây này MB này Hai phiên này Rồi gì? Techcom cơm này CTG này BIDV này Vietcombank này EIB này VB này Tức là tiền đang vô ngân hàng Vinhome này Rồi gì? MDG này Masan này tức là như thấy tiền đang chảy vô trụ không thì nếu anh chị nào đã đánh nhiều những cái nhịp trên thị trường á kể cả về sóng trên hay là sóng hồi á thì lúc nào trong cái giai đoạn gần cuối của một cái nhịp tăng của thị trường á trụ nó sẽ cái là, là cái dòng tiền nó nó kéo cuối cùng đó là về cái mặt dòng tiền tức là về cái mặt dòng tiền các nhưng mà á mình sẽ có hai cái luận điểm đầu tiên á là những cái mà cổ phiếu tốt đầu những cái mà cổ phiếu về mặt gọi là nó đi trước thị trường nó tạo đi trước thị trường đó là bóng sản và thép đang về cản mạnh đang bị dao động đang bị bán liên tiếp thì sao thì những cái mã cổ phiếu đó khi mà nó chững lại thì nó sẽ làm những cái mã cổ phiếu khác nó cũng chững lại cái thứ hai là tiền nó đang chảy vào trụ mà trụ là một trong những cái nhóm ngân hàng à, uh, vn 30 thì nó là một trong những cái nhóm mà nó cái dòng tiền nó sẽ chảy luân chuyển cuối cùng uh, khi mà giai đoạn gần cuối cùng thì gần cuối trong một nhiều bác thì chị sẽ một sẽ thấy một cái đại điểm là gì là chỉ số lên nhưng mà tài khoản chị không lên em đảm bảo với chị luôn có thể trong những hai một phiên sắp tới chỉ số nó vẫn có thể nó không giảm ngay nó vẫn có thể lan quanh trong một giai đoạn nào đó nhưng anh chị nào cầm những cái mã cổ phiếu khác chưa chắc gì tài khoản chị lên đặc biệt là cho những chị nào cầm những cái mã cổ phiếu mạnh luôn chưa chắc chắc gì sắp tới khi mà chị cầm những cái mã cổ phiếu một hai viên tới đi anh chị cầm những cái mã cổ phiếu bóng sản anh chị cầm những cái mã cổ phiếu thép hay là cho dù chị cầm những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì chưa chắc gì cái tài khoản của anh chị lãi tức là của anh chị tăng lên mặc dù gì mặc dù là cái chỉ số nó tăng tức là giai đoạn là trụ nó bắt đầu nó kéo chỉ số để nó xả những cái mã cổ phiếu mít cáp ok rồi yếu tố số 3 thì em, em lấy một cái mà cổ phiếu mà em nghĩ là anh chị cũng không có để nhiều. Thì đây là một cái mà cổ phiếu cũng dạng về riêng lẻ thôi. Nhưng mà nó cũng là một dạng cổ phiếu mạnh. Thì chị biết là cái cổ phiếu cái cổ phiếu nào không? Tức là cái dòng nó không mạnh nhưng mà nó là cũng là một cái mà cổ phiếu em theo dõi rất là kỹ trong cái phiên ngày hôm nay. Thì em thấy là nó đang có một cái vấn đề bất ổn. Cho ba giây anh chị suy nghĩ nha. Ok, 3 2 1. Đó là cái mã cổ phiếu CTD. Ok. Thì khi mà ngày hôm nay em nhìn thấy CTD á, Thì CTD nó, nó đang bị dao động. Mình chưa đó nói đến cái vấn đề nha Là cái mạng cổ phiếu này đã có phân phối hay không Chưa nói đến vấn đề có phân phối hay không Nhưng một khi mà cái mạng cổ phiếu nó bị dao động như thế này Mà dao động vô lớn, ví dụ vô thấp thì không sao Nhưng mà ngày hôm nay nó bán với một cái vô rất lớn Thì khi mà một cái mạng cổ phiếu nó bị dao động vô lớn này Thì ít nhất nha Em nói ít đó, là nó phải đi ngang Còn nhiều hơn đó, nó có thể gì gãy nền rũ Thì đó là cái trường hợp là ít nhất còn ví dụ nó gãy thì không nói rồi nhưng mà ít nhất là những cái mà cổ phiếu một khi nó bị dao động mà vô lớn này nó phải đi ngang trở lại hoặc là gì hoặc là đi ngang gãy nền rũ hướng đi lên tức là gì tức là trong ngắn hạn cái mà cổ phiếu CTD này nó chưa thể tăng này à, vì nhiều gì hỏi là vì sao em lại lấy thằng CTD bởi vì á CTD là một cái mã cổ phiếu nó có cái nền tảng đúng không nó có cái nền tảng nó có những cái nhịp tạo đấy phía trước và CTD là một trong những cái mã cổ phiếu đi lên đầu tiên của thị trường và dòng tiền nó đẩy CTD nó vào đầu tiên nha, đào dòng tiền CTD là một trong những cái mặt cổ phiếu dòng tiền nó đẩy vào trước tiên. Tức là cái dòng tiền nó đẩy mạnh vào cái phiên ngày 2 tháng 11, tức là cái dòng tiền nó đẩy vào cái phiên bùng nổ thứ đa luôn. Tức là nó là một trong những cái mặt cổ phiếu đi lên trước thị trường và nó có dòng tiền nó vào rất mạnh. Tức là nó cũng là một cái mặt cổ phiếu nó mang tính đại diện và tiên phong cho cái nhịp đi lên lần này của thị trường. Thì hiện tại cái mặt cái mặt cổ phiếu này đang bị dao động. Thì ngày hôm nay khi mà nhìn thằng CTD á, thì cái vol này á, nó là cái vol cái vol bị dao động vì cô vụt vô cái vốn kéo xả thì khi mà những cái mặt cổ phiếu bị dao động thì một là đi ngang hai là rủ còn trường hợp xấu hơn là gãy tức là trong ngắn hạn thì CTD nó không thể tăng ngay đó thì đó là lý do vì sao có nói gì là trong những cái phiên sắp tới mình không nên mua mới bởi vì gì bởi vì những cái mặt cổ phiếu đầu ngành nhất những cái mặt cổ phiếu tiên phong nhất những cái mặt cổ phiếu tốt mạnh nhất nó đã bị dao động rồi CTD hoa Sen Nam Kim Đất Xanh Phát Đạt DG Nam Long hoa Sen các kiểu tức là những cái mặt cổ phiếu tốt đầu nó bị dao động thì khi đó thị trường nó phải còn một cái nhịp nghỉ ngơi Nghỉ ngơi ở đây không nhất thiết là thị trường nó phải giảm Anh à, chị đúng không? Nghỉ ngơi ở đây không nhất thiết là thị trường nó phải giảm nha Tức là không nhất thiết là thị trường nó gãy Nó gãy hay không thì từ mình tính tiếp Nhưng mà nghỉ ngơi ở đây nó có thể là một cái nhịp biến động tích lũy ở Trong vòng tầm khoảng vài tuần Gì lâu vậy? Trong vòng tầm khoảng vài ngày đến một tuần nghỉ ngơi ở đây có thể là một cái nhịp tích lũy hoặc là một cái nhịp buôn buôn rồi rủ bỏ các kiểu ví dụ đây là đây là một ví dụ đây là cũng là một cái nhịp nghỉ ngơi này đó tức là nghỉ ngơi tầm khoảng nhiều tầm khoảng 2 tuần cũng là một cái nhịp nghỉ ngơi đã hay là những giai đoạn mà nó biến động nó tích lũy tích lũy cũng là một cái nhịp nghỉ ngơi đã hay là những giai đoạn như này cũng là một giai đoạn nó tức là cũng là một cái giai đoạn nó nghỉ ngơi đây ví dụ nào khi đi lên này nó có những nhịp điều chỉnh rũ bỏ cũng là một cái nhịp nghỉ ngơi đã hay là khi đi lên nó có những nhịp chuẩn lại phía trên cũng là một cái nhịp nghỉ ngơi thì đó gọi là cái nhịp nghỉ ngơi đó. còn cái nhịp nghỉ ngơi đó thì chúng nó có gãy luôn hay không thì từ từ mình tiếp tiếp nhưng mình biết trong ngắn hạn cái vấn đề về mối không phải là cái vấn đề mà nêu, nên yêu, nên ưu tiên anh chị hình dung điều này nha ok đã thì đó là lý do vì sao có nói với chị là hạn chế mua mới trong những cái phía tới. E có thể là không phải là thị trường nó giảm ngay. Có thể thậm chí là thị trường nó có thể có những cái nhịp tăng về cái mặt điểm số. Nhưng mà khi mà thị trường nó bị dao động như thế này á, thì các cái mảng cổ phiếu nó phải cần thời gian gì? Nó tích lũy trở lại. Thì nó tích lũy thì sẽ không bữa thêm có nói gì là những cái mặt cổ phiếu như Hoa Sen á. Hoa Sen Nam Kim hay là DIG này hoặc là gì phát đạt này trong cái video ngày hôm qua chị có nhớ là trong cái video ngày hôm qua thì em có nói với chị là cái điểm mua số 2 của những cái mặt cổ phiếu bất động sản không thì nó sẽ rơi trong vòng từ 8 đến 10 phiên tích lũy 8 đến 10 phiên tích lũy và sau đó nó phải kiệt cái volume lại này thì hiện tại những cái mà cổ phiếu như là ví dụ em ví dụ nhìn cái mà cổ phiếu như phát đạt đây thì hiện tại đi ngang được tầm khoảng 4 cây thì nếu mà tầm khoảng 8 đến 10 phiên thì nó tầm khoảng tuần sau em ví dụ tức là không phải là cái mà cổ phiếu nó gãy tức là cái mà cổ phiếu nó 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 nó, nó tức là thị trường nó nghỉ ngơi là cái mà cổ phiếu nó phải giảm mà nó có thể là nó có những cái nhịp đi ngang thôi đó. thì ví dụ anh bây giờ anh chị mua mới em ví dụ anh chị bây giờ mua anh chị muốn mua phát đạt đi đúng không thì có thể là phát đạt nó khi mà chị mua thì nó không có giảm em ví dụ vậy nhưng mà sao nhưng mà chị sẽ bị gì chờ lâu sốt ruột hoặc là những cái mà cổ phiếu nó khó chịu hơn á là nó sẽ có một cái nhịp gì ở ờ, gãy nền rũ nó gãy nền rũ xuống dưới này à, thì lúc ví dụ anh chị mua mới xong mà nó gãy rũ về là các lỗ năm trăm anh chị bán nhiều lúc anh chị bán ngay đấy anh chị mua lại đúng không anh chị nhớ điều này à. tức là hiện tại nghĩa là nhiều những cái mà cổ phiếu sắp tới ví dụ những cái mà cổ phiếu nam kim này à, nó có thể là nó, nó tích lũy nhưng mà nó không có nó không quá giảm mà nó chỉ có những nhịp đi ngang nhưng mà khi mà chị mua mua vào những cái nhịp đi ngang đó nó, nó là gì nó là dính cái nhịp gì nó là dính cái nhịp bị bị chôn vốn nó đi ngang quá lâu hoặc là có những cái mặt cổ phiếu nó khó chịu hơn á nó thể có một cái nhịp nó đi ngang nó gãy rổ xuống này quý em ví dụ như cái mặt cổ phiếu nó gãy rổ như này đây à, thì ví dụ như là nó gãy rổ một phát anh chị cắt lỗ tầm khoảng năm trăm cắt lỗ năm trăm năm bảy trăm cắt lỗ xong cái mặt cổ phiếu nó lên lại bán ngay đấy luôn nã thì mình sẽ bây giờ mình sẽ ngưng mua mới để mình né những cái nhịp như vậy ok ha đó thì đó là cái những cái uh, những cái góc nhìn của em sau cái phiên ngày hôm nay thứ nhất là những cái mặt cổ phiếu tốc đầu À, thứ nhất là thứ nhất là hiện tại là cái điểm về cái mặt điểm số của thị trường đang rất là gần những cái vùng kháng cự phía trên à, ví dụ ngắn là tầm khoảng đường ma 50 là tầm khoảng một ở trên cao hơn là tầm khoảng một là cái vùng cản phía đây này tức là về cái mặt điểm số thì cái mức target của thị trường nó không còn quá lớn yếu tố thứ hai là những cái mặt cổ phiếu giảm tốc đầu của thị trường và nó dẫn dắt về cái mặt dòng tiền đó là chứng khoán bóng sản hay là những cái mặt cổ phiếu như CTD thì đang bị dao động hết rồi đang bị dao động vô lớn thì nó phải cần thời gian đi ngang hoặc là có những cái mà cổ phiếu nó sẽ gì tích lũy lại hoặc là gì gãy nền rũ thì cái quá trình đó của cái mặt của cái mặt cổ phiếu nó sẽ mất thời gian trong vòng từ 1 đến 2 tuần thì bây giờ khi mà chị mua thì có thể là sẽ dính một cái nhịp đi ngang của nó hoặc là sẽ dính một cái nhịp gãy nền rũ năm bảy của nó thì sẽ rất là mệt ok ha đó à, cái yếu tố số 3 nữa là gì yếu tố số 3 là cái dòng tiền nó đang vào trụ ngân hàng và những cái mặt cổ phiếu trong độ vin ba thì trong tất cả các cái nhịp tăng cho dù là sống trên hay là sống hồi thì dòng tiền lúc nào trước khi thị trường nó có những cái nhịp nghỉ ngơi nghỉ ngơi ở đây có thể là đi ngang hoặc là gì hoặc là gãy rủ hoặc là giảm hoặc là phân phối gì đó thì trụ lúc nào nó sẽ kéo cuối cùng tức là tổng tất cả các cái yếu tố đó thì giai đoạn hiện tại không phải là dọn để anh chị mua mới nữa mà giai đoạn có thể là mình theo dõi mình bán cổ phiếu chốt lời chốt hết hoặc là chốt một phần hai một phần ba gì đó chứ không phải để mua mới trong khoảng một tuần sắp tới trong, em nghĩ là trong cái video ngày qua thì tức là trong cái video ngày qua thì có nói gì là để mà những cái mà cổ phiếu như nam kim hoặc là ho sen hoặc là những cái mà cổ phiếu bóng sản nó có điểm mua mới thì tầm khoảng giữa tuần sau À, tầm khoảng giữa tuần sau tức là tầm khoảng giữa đến cuối tuần sau à, thì nếu có thì các cái mã cổ phiếu nó sẽ tạo điểm mua quanh cái vùng đó đó còn nghĩa là ví dụ chỉ tầm khoảng hai ba phiên tới mà thị trường nó chỉnh thì chưa chắc là cái điểm mua thì nó ngon đâu ok ha đó thì đó là cái góc nhìn của em trong cái video ngày hôm nay à, để anh chị có thể nắm kỹ đó thì anh chị có thể tham khảo đó, à, ví dụ anh chị thấy cái đúng cái view giống như em thì anh chị có thể xử lý các cái mã cổ phiếu tức là chị có góc nhìn như vậy ok đó thì để các anh chị có thể có một cái góc nhìn tốt hơn để anh chị xử lý trong những cái phiên giờ sắp tới ha nói chung là hiện tại thì em thấy là thị trường hiện tại là hết ngon rồi. À hết ngon à tức là hết ngon trong một hai phiên tới thì nếu mà các cái mà cổ phiếu nó tích lũy đẹp tầm khoảng tuần nữa thì mới là các cái mà cổ phiếu nó sẽ có những điểm mua rất tuyệt vời Ở nhưng mà mới là tầm khoảng vài phiên tới thì các cái mà cổ phiếu nó sẽ có không có điểm mua quá ngon à. ok rồi right. thì đó là cái góc nhìn của thị trường tạm thời về ngưng mua mới ok rồi tiếp theo về vấn đề về bán cổ phiếu thì bây giờ chúng ta sẽ đi kỹ về một số các cái mặt cổ phiếu để chúng ta xem thử là các cái mặt cổ phiếu nó đã đến cái cái vùng bán hay chưa à, với những cái mà cổ phiếu bóng sản thì trong cái video ngày hôm qua thì mình phân tích rất là kỹ với những cái mà cổ phiếu ngành này thì cái vùng giá hiện tại là cái vùng chốt lời ít nhất là 1 phần hai với những cái mà cổ phiếu bóng sản tức là nếu chị đánh vùng một ví dụ Nam long thì đánh vùng một từ điểm này lên trên này hoặc là những cái mà cổ phiếu như phát đạt thì đánh điểm này lên trên này à, thì hiện tại là chị có thể chốt vùng một của nó rồi à, chốt vùng một hoặc là những cái mà cổ phiếu như d rồi đã à, mua này đang về cảng bán thì cái vùng này nó là một cái vùng chị để chốt vùng một tức là chốt cái vùng đầu tiên thì anh chị có thể chốt hết hoặc là anh chị có thể chốt một phần hai nhưng mà mới là anh chị nên chốt ít nhất là một phần hai trong cái vùng này mà thì đợi những cái mà cổ phiếu nó tích lũy nó kiệt volume hiện tại nó đang bị dao động thì nó tích lũy, nó kiệt cái volume nhận phía sau đó, thì anh chị có thể canh những cái điểm mua số 2 của nó trong những sau mà thì với dòng bón sản thì mới là gần như tất cả các cái mã cổ phiếu bón sản thì cái vùng này là cái vùng chốt lời chốt hết hoặc là chốt một phần hai rồi thì khi nào mà có điểm mua thì trong cái buổi video ngày hôm qua thì đã hướng dẫn với mọi người rồi đã khả năng tâm tầm khoảng giữa tuần sau với những cái mã cổ phiếu bóng sản đây vẫn sẽ là những cái mã cổ phiếu tốc đầu nếu mà thị trường nó tích lũy tốt nó có những nhịp nghỉ ngơi tốt và các cái mã cổ phiếu này nó sẽ có hiện tượng nó kiệt vô lưng trở lại tích lũy trở lại thì đây là vẫn là những cái mã cổ phiếu tốt đầu cho cái nhiều phía sau để những cái mã cổ phiếu này mình theo dõi ok còn hiện tại là những cái mã cổ phiếu này đã qua điểm mua những bóng sản thì đại hướng dẫn gì là các cái điểm mua rất là sớm ở trong những nhịp đầu tiên của các cái mã cổ phiếu này đó thì sắp tới thì mình sẽ theo dõi những cái nhịp số 2 ok dòng bóng sản ha rồi tiếp theo là những cái mã cổ phiếu dòng thép dòng thép ví dụ nam kim hoặc là sen vùng này vẫn là một cái vùng chốt là chốt một phần hai anh chị nào không chốt hết cũng chốt một phần hai còn chị anh chị nào chốt hết thì cao vẫn có thể chốt hết nhưng mà với những cái chị nào lì á thì nguyên anh chị có thể ưu tiên vẫn chứng một phần hai bởi vì thứ nhất là đang về những cái cảng rất là mạnh cảng ở đỉnh cổ nè giảm vô lớn nè, đã giảm sàn vô lớn thì cái 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 lực bán quanh cái vùng này rất là nhiều à, và một qua một cái nữa thì cái mặt cổ phiếu này đã đã đi lên một giai đoạn rất là dài rồi nó chưa có một giai đoạn nghỉ ngơi nè thì cái mặt cổ phiếu sau một cái quá trình đi lên dài như vậy mà nó có hiện tượng bán 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 liên tiếp như này á thì cái mặt cổ phiếu nó phải chuẩn làm một thời gian mà anh em nghĩ là anh chị nào đang có nắm những cái mã cổ phiếu dòng thép, em nói chung luôn, hoa Sen Nam Kim, những cái mã cổ phiếu cơ bản nhất ví dụ Nam Kim này, hoa Sen này, Hòa Phát này hay là những cái mã cổ phiếu như VGS thì nó vẫn đang bị dao động và vẫn có những cái phiên bán với một cái khối lượng rất là lớn rồi. Thì cái vùng này vẫn ưu tiên là chốt rồi. Ví dụ như em với những cái mã cổ phiếu dòng thép thì em nghĩ là anh chị nên ưu tiên chốt một phần hai. Hoặc là chốt hết cũng được. À, còn anh chị nào sợ mất hàng các kiểu đợt sau mua lại được thì cứ chốt một phần hai thôi. <laughs> Đơn giản, nói chung mà chị nào thấy khó ví dụ như là anh chị nào có một cái tính quyết đoán tốt thì cứ chốt hết cho em. À, cứ canh chờ chỉnh kiện full tích lũy lại mua lại còn chị nào ví dụ có đăng con đo đông đếm sợ mất hàng hoặc là khó mua rồi sau này khó mua lại thì cứ chốt một phần hai để cho nó thoải mái về cái mặt tinh thần bởi vì như em nói thì là những cái mặt cổ phiếu nó nó như này thì ít nhất nó phải tích lũy tầm khoảng 8 đến 10 phiên chứ nó không có nó không lên được ngay đâu phải tích lũy lại ok ha đó thì đó với em nói chung những cái mặt cổ phiếu họ sản và thép à, thì nếu mà trong những dịp sắp tới mà những cái mặt cổ phiếu này tích lũy tốt thì em nói em nói với chị là những cái mặt cổ phiếu bóng sản và những cái mặt cổ phiếu dòng thép cũng là những cái mặt cổ phiếu tốt đầu cũng là những cái mã cổ phiếu tốc đầu để mình canh mà đánh cái nhịp số 2 như vậy Bởi vì như ông nói chỉ là những cái mã cổ phiếu Nam Kim hay là Hoa Sen á, hoặc là những cái mã cổ phiếu như Phát Đạt này, nó có cái lực đánh rất là tốt, tức là cái lực đi lên cái nhịp này rất là tốt. Đó, à, thì cái nhịp sau nếu mà thị trường ổn thì trường nó không gãy và thị trường nó tích lũy lại hoặc là nó nó có giai đoạn nó rũ bỏ trở lại và các cái mặt cổ phiếu nó tích lũy thêm thì vô thì mình sẽ canh cái nhịp phía sau rồi ở dòng cổ phiếu thứ ba là những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán à, những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán thì hiện tại cũng đang về những cái cạn gần ngắn hạn của nó ví dụ SSI. I cái cảng nó tầm khoảng uh, bao nhiêu tầm khoảng quanh tầm giá tầm khoảng 33.5 thì ngày hôm nay nó rướng về tầm khoảng 33 nói chung là ngày hôm nay mà cái mặt cổ phiếu nó hưng phấn như vậy quanh vùng này chỉ có thể chốt bớt được rồi à, à, nói chung là hiện tại không có điểm mua nhưng mà vùng này thì mới là buổi sáng ngày hôm nay chỉ cần anh chị canh chốt là điểm nhất ai này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như vít này đã cũng đang về cảng ngắn của nó rồi hoặc là những cái mặt cổ phiếu như vnd này à, vnd ngày hôm nay cũng buổi sáng nó tăng về gần cảng của nó thì ví dụ nó cái mặt cổ phiếu nó tăng về gần cảng nó bị bán là bình thường đã thì mới là sắp tới những cái mà cổ phiếu nó sẽ tích lũy hoặc là nó rũ bỏ trở lại thôi dòng chứng khoán để nó mà nó xấu thì mình đánh giá là những cái mà cổ phiếu này vẫn chưa xấu nó không phù hợp để mua mới thôi còn đánh giá là những cái mà cổ phiếu chứng khoán thì mình đánh giá là nó không có xấu nha vậy khả năng cao sắp tới nó sẽ chậm và nó sự vẫn sẽ tích lũy lại ok thì với những cái mà cổ phiếu chứng khoán thì nó à, mình vẫn đợi thêm với những cái mà cổ phiếu dòng này còn buổi sáng ngày hôm nay là cái thời điểm chốt đẹp nhất của những cái mà cổ phiếu dòng này rồi mà hiện tại thì vẫn chưa có cái điểm mua mới với những cái mà cổ phiếu dòng trước nào ví dụ visa thì cũng đang về quanh cái vùng cản đó thì vùng này thì không phải là cái vùng mua vùng này thì anh chị vẫn nên chờ thêm à, với những cái mặt cổ phiếu này còn về vấn đề về chốt á, thì tùy thuộc vào cái góc nhìn của anh vậy ví dụ như là à, với cái giai đoạn này á, thì em chỉ tư vấn góc nhìn về ngắn hạn thôi nha đoạn này thì em chưa ôm nhưng nói mới chỉ là từ 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 đầu á, thì em nói chỉ là nhịp này thì em chỉ tư vấn cái góc nhìn về cái cổ phiếu trong ngắn hạn thôi đã tức là tất cả các góc nhìn của em tư vấn cho anh chị là vẫn góc nhìn về trong ngắn hạn còn nhịp này vẫn chưa đánh theo trên được đó nghĩa là về ngắn hạn thì các cái mặt cổ phiếu trong cái nhịp này thì mới là ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhiều những cái mặt cổ phiếu gần cản còn những cái mặt cổ phiếu như bóng sản là thép thì nóng chỉ là hôm bữa giờ rồi tầm khoảng hai bữa qua hai ngày gần nhất thì nóng chỉ là bóng sản với thép thì vùng này là vùng canh vùng canh chốt chứ một phần hai còn những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì buổi sáng ngày hôm nay thì chị nào nhanh tay nhanh chân thì buổi sáng ngày hôm nay chốt cũng ok Đó, dường như là những cái mặt cổ phiếu này về cản là canh chốt được ok còn điểm mua mới thì chưa có ha đã thì đây là ba cái nhấn mạnh tâm điểm của thị trường trong nhịp này còn những cái mặt cổ phiếu như khu công nghiệp á, những cái mặt cổ phiếu như khu công nghiệp hay là những cái mặt cổ phiếu như là dệt may á hoặc là những cái mà cổ phiếu như thủy sản vậy thì đây cái bản chất của nó là những cái mặt cổ phiếu nó lên sau mà những cái mặt cổ phiếu lên sau thì như em nói mới chỉ là những cái mặt cổ phiếu lên sau thì điểm nổ nó là điểm bán ví dụ ngày hôm nay nhiều người hỏi em là những cái mặt cổ phiếu như vsc điểm này có phải điểm mua không không bởi vì sao bởi vì cái thằng này nó đã lên sau mà cái tre nó xuống này thì những điểm này nhiều lúc nó là điểm bán luôn nó nổ lên rồi gáp thì ngày hôm nay những cái mặt cổ phiếu nó nổ là bán ví dụ VHC nào của ANV thì những điểm này là chỉ canh bán đây Đó, ví dụ cao bắt đáy ở dưới thì vùng này là cái vùng canh chốt hoặc là gì nó có kẹt hàng ở trên thì vùng này cũng là một cái vùng canh hạ bất tỷ trọng Đó, nhưng còn nhóm thủy sản thì em thấy là nó vẫn chưa có những điểm mua ok đâu phải đợi thêm đấy là nhóm khu công nghiệp của chúng ta công nghiệp cũng đang về cảng này đi điểm mua các cái mà cổ phiếu này hiện tại vẫn chưa có đợi tích lũy lại đã tích lũy lại hoặc là tích lũy hoặc là rủ bỏ ra lại nhiều phía sau Đó, buổi sáng ngày hôm nay thì những cái mặt cổ phiếu như GVR hoặc là BR nó cũng có những cái điểm nổi lên đó. Đó, thì cái vùng đó cũng là một cái vùng chỉ canh chốt là đẹp dịch may cũng tương tự để như qua nhóm dầu như này nhóm dầu này tại cũng đang tích lũy thôi ta nó vẫn đang đi ngang vẫn đang sai quay nhóm dầu thì em thấy là vẫn đang chưa quá xấu đó, đó nó khả năng nó, nó về đỉnh cũ nó sẽ tích lũy lại những cái mặt cổ phiếu như là BVC nó sẽ giống như phát đạt đó. phát đạt những cái mặt cổ phiếu như BVD nó sẽ giống như phát đạt hoặc là những cái mặt cổ phiếu như DG Nam Long đó, thì hiện tại đang tích lũy lại mà thì chị đợi nó tích lũy nó như thế này mà các cái mặt cổ phiếu hiện tại là vẫn đang tích lũy thôi Ok, đó thì em nhìn qua về một số những cái mặt cổ phiếu như vậy. Nói chung trọng tâm chính thì em muốn phân tích với anh chị về cái góc nhìn uh, về thị trường và cái góc nhìn tổng quan là chính. Còn các cái mặt cổ phiếu thì nó cũng nhiều đó, các cái mặt cổ phiếu lăn quanh lăn quanh thì cũng nhiều đó. Nó cũng là banh chứng thế, bóng sản, khu công nghiệp, đầu tư công, các kiểu nhiều đó. đó. thì uh, hiện tại thì mới là trong ngắn hàng thì anh chị phải chờ. Anh chị phải chờ tầm khoảng em nghĩ là nếu mà ok nhất thì tầm khoảng giữa đến cuối tuần sau thì các cái điểm mua số 2 tức là các cái điểm mua tiếp theo của các cái mặt cổ phiếu nó sẽ xuất hiện rất là nhiều đó nên là anh chị cứ đợi đến cái thời điểm đó à, không phải là ví dụ như là trong những phiên sắp tới khi mà thị trường rung thì không phải là cái mặt cổ phiếu nó giảm hết thì vẫn sẽ có những cái mặt cổ phiếu nó đi ngược nó đi ngược chẳng hạn nhưng mà cái xác suất mà anh chị mua được những cái mặt cổ phiếu đi ngược nó sẽ không có nhiều hình à, anh chị hình dung điều này không? Đi tức là ví dụ như là 10 mã à, thì khả năng đi ngược độ tầm khoảng hai mã tức là cái tỷ lệ anh chị thành công nó chỉ có hai trăm là không có nhiều đã mà ví dụ anh chị mua thì đâu phải anh chị mua một mã anh chị anh chị mỗi nhưng cũng tầm khoảng bốn năm mã đúng không thì bốn năm mã thì ví dụ như là bốn mã lỗ một mã lãi thì cũng không nó như không đó nên nghĩa là nó mình vẫn ưu tiên yếu tố về thị chung hơn nên nghĩa là trong ngắn hạn trong tầm khoảng ít nhất là là trong hai phiên cuối tuần tức là ngày mai ngày và ngày mốt đó, thì những cái nhịp rung lắc thì không phải là những điểm những, những cái nhịp rung lắc để mua à, em thì em cho rằng thì cái điểm các điểm mua của các cái mã cổ phiếu nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ giữa đến cuối tuần sau ít nhất đây em lấy đại diện với những cái mã cổ phiếu như D rồi thì dễ hiểu nha đây DG thì hiện tại nó đã tích lũy được tầm khoảng một bao nhiêu? 1 2 3 4 5. Thì thứ nhất là DG thứ nhất là tích lũy từ khoảng 5 cây và thứ hai là gì? Thứ hai là cái cái này này, tức là cái sự dao động của nó nó bị dao động hơi lớn. Thì thông thường những cái mặt cổ phiếu nó dao động hơi lớn thì nó thông thường cái nền tích lũy của nó nó sẽ là cái nền test. Tức là nó sẽ là cái nền test lại. Hoặc là gì? Hoặc là cái nền gọi là gãy nền rũ. Thì thông thường những cái nền đó nó phải tầm khoảng 2 tuần. 2 tuần, tức là 2 tuần tầm khoảng 10 phiên thì hiện tại được tầm khoảng là 4, 5 phiên rồi, thì mới tầm khoảng tuần nữa thì các cái mặt cổ phiếu nó giao rủ nó về tầm khoảng lắp lại gấp tầm khoảng 24 đi, cân bằng tới lại vuông thấp thì có thể là căn những điểm số 2 này múc giống như đoạn giống như nhịp này này đảo ví dụ từ điểm này này điểm này ví dụ như là 1 2 5 phi này 5 phi đã ví dụ như từ ngày 10 từ ngày 10 tháng 4 để em xem từ bao nhiêu phi nha đây nếu mà tính từ điểm này à, qua cái điểm mà cái mã cổ phiếu nó xuất hiện một cái phiên tới cung thì nó tầm khoảng 12 phiên 12 phiên tức là 2 tuần 2 tuần 2 ngày anh à, vậy ha 12 phiên chứ không ngắn đâu thì tầm khoảng 10 đến 12 phiên à, nếu mà những cái mã cổ phiếu nó bị dao động vô lớn như này thì cái thời gian tích lũy của nó nó sẽ lâu hơn đó nên mình anh chị cũng không cần quá vội các cái mặt cổ phiếu trong những cái phiên sắp tới. Mà bình tĩnh lại một xíu. Ok ha, có điểm mua là mua là không có là thôi. Nói chung là cũng không cần nôn nó nóng quá. Ok thì trong cái video ngày hôm nay thì phân tích với anh chị ngắn gọn như vậy thôi để anh chị có thể nắm qua. À, còn về cái bán hay không thì như hôm nãy vẫn nói với chị rồi bán hay không thì tùy thuộc vào cái góc nhìn của anh chị nhưng mà với cái góc nhìn của về tư vấn trong ngắn hạn thì hiện tại thì mình là gần như về tất cả các cái hàng cổ phiếu đã đến những cái điểm bán 1 phần hai rồi anh à, chị không bán hết thì chỉ cứ chốt một phần hai à, còn những cái mà cổ phiếu mà anh chị nào có những cái tính quyết đoán tức là chị ra vào nhanh và anh chị có những cái khả năng xử lý lệnh tốt thì anh chị có thể bán bán hết cũng được còn anh chị nào mà không bán hết thì anh chị có thể canh chốt một phần hai mà em thì mới là vùng hiện tại là cái vùng chốt đẹp của những cái mặt cổ phiếu chốt một phần hai rồi và ngày hôm hai ngày trước thì em đã phân tích với anh chị cái điều này là ví dụ như là thép thép ví dụ những cái mặt cổ phiếu nam kim vùng này là vùng chốt là chứ vùng này mua gì nói vậy vùng này canh chốt thôi hoặc là những cái mặt cổ phiếu như hoa sen này vùng này là cách chốt là vừa rồi nói chung là cũng có hai hối gì nhiều hoặc là những cái mặt cổ phiếu như gì bdr vùng này cũng vùng canh chốt ngắn À, nhưng mà với những cái mặt cổ phiếu như vậy thì anh chị nào có những cái chân vốn tốt đó, thì các chú một phần hai là ok ok anh chị ha thì phân tích với anh chị như vậy rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi vùng hộ kênh à, trước khi mà chị rời đi mà chị xem video mà chị thấy hay và hữu ích và có những cái góc nhìn cũng ok à, thì anh chị có thể là bỏ ra vài giây ha những cái bên một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh À subscribe kênh nếu chị cho nó ký. Anh à, chị muốn đồng hành cùng em trong một khách hàng thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em nha. Số điện thoại để dưới màn hình. À sáu bằng Dung à, để có thể đăng ký với một khách hàng à, để được em tư vấn kỹ hơn trong phiên. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. À, đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Chúc mọi người và gia, gia đình của mình à, có một buổi tối ăn lành. À, cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi video cũng trong các buổi livestream của em sau nha. Chị xin chào mọi người.